Những ngày cuối cùng của tháng Chạp, bên cạnh một số mặt hàng nông sản được tiêu thụ với số lượng và giá thành tốt, thì một số mặt hàng nông sản tiêu thụ của bà con nông dân không được như mong đợi về sản lượng do ảnh hưởng xấu của thời tiết, ghi nhận tại một số xã trên địa bàn huyện Khoái Châu ngày 28 Tết. Chuyến hàng quất cảnh cuối cùng của anh Nguyễn đang được gấp rút để chuyển tới khách hàng tại thành phố Hà Nội. Hơn một mẫu quất với một vạn cây cho thu lãi 170 triệu đồng trên một sào. Năm nay không chỉ riêng nhà anh Nguyễn, mà các bà con tại làng nghề quất cảnh thôn Tuyết Trụ, xã Bình Minh đều phấn khởi vui mừng khi không còn hàng để bán. Đến ngày hôm nay là chuyến xe cuối cùng của nhà vườn. Giờ này khách cũng vẫn về mua đông mà không có cây bán. Hiện nay thì diện tích quất trên địa bàn xã Bình Minh thì cũng đã được các thương lái đến vận chuyển và mang đi các tỉnh thành trên 80% rồi. Còn lại một số thì các thương lái họ cũng đến vận chuyển nốt là hết. Nhân dân năm nay thì cũng rất là phấn khởi được một vụ mùa bội thu. Khác với mức tiêu thụ cây quất cảnh, 6 năm nay, chưa năm nào, anh Khánh ở thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân phải để lại nhiều đào cảnh như năm nay. Mặc dù thương lái đã đặt mua cả vườn từ trước Tết, nguyên nhân chính là do thời tiết không ủng hộ khiến cây đào nở sớm. Các hộ trồng đào nơi đây bán tốt nhất cũng chỉ đạt 70% của vườn. Đào năm nay thì rất là đẹp, nhưng mà vì do thời tiết nó mưa quá nhiều, nó ấm, nên là một số nó bị nở hết. Bán là bán cho thương lái hết rồi. Thế nhưng mà là vì nở hết thì là phải lấy lại cho thương lái để trồng lại vườn, sang năm lại bán tiếp. Là thủ phủ về cây chuối của tỉnh với trên 500 hectare cho sản lượng khoảng 10 tấn một sào. Chung cảnh thời tiết không ủng hộ thì quả chuối tiêu hồng trên địa bàn huyện Khoái Châu lại thêm cảnh được giá nhưng không được mùa. Mặc dù ngay từ những ngày 22 âm lịch, thương lái đã thu mua chuối để tiêu thụ, tuy nhiên thời điểm hiện tại quả chuối tại địa phương đang trong tình trạng khan hiếm. Giá thì nói chung là nó đang ở mức từ 12 đến 15 nghìn trên 1 kg chuối tươi. Đấy là chuối tiêu ngũ quả đấy. Thường thường là đến 70%. Thời điểm vừa rồi nó do cái xương đấy thì chỉ đạt được 40%. Còn đâu là coi như là một là số non thì nó chết, còn cái số bán được nó lại nứt. Trên các nẻo đường quê, không khí Tết đã thực sự về. Để rồi người nông dân lại chuẩn bị tất bật một mùa sản xuất mới, khép lại cánh cửa của năm cũ với nhiều bộn bề trong công việc và mở ra cánh cửa mới cho năm mới, mang nhiều hy vọng mới, tươi sáng hơn.